Chào mừng tất cả các quý anh chị đã đến với kênh YouTube của em nha. Thì em là Nguyễn Thiên Ân. Thì trong cái kênh YouTube này là em sẽ chia sẻ cho tất cả các quý anh chị mình về những cái kiến thức cũng như là những cái kinh nghiệm về kinh doanh và đầu tư bất động sản. Thì thời gian vừa qua thì em cũng có upload lên kênh của em rất nhiều video về giới thiệu về những cái vị trí đất nè, tiềm năng khu vực Cam Lâm, Nha Trang, Khánh Hòa nè. Đó, và cũng như là chia sẻ những cái bí quyết, những cái tâm sự, những cái kinh nghiệm khi mình đầu tư bất động sản á, thì mình nên đầu tư ở đâu, ở phân khúc như thế nào, từ 500 triệu, 1 tỷ, 1 tỷ rưỡi hay thậm chí là hơn 2 tỷ. Đó, những khu đất mà như em hay giới thiệu cho quý anh chị mình á, như đất nền, phân lô nè, đất vườn nè, đất khu nghỉ dưỡng nè, đó, rất là nhiều, và pháp lý về bất động sản. Nhưng mà em chưa có làm video và giới thiệu kênh. Thì hôm nay là em nhân dịp nghỉ dịch Covid, không có đi ra ngoài được, cho nên là em làm video này để em chia sẻ và cũng như là giới thiệu cái kênh YouTube của em đến cho tất cả quý anh chị mình. Thì trong thời gian vừa qua em cũng có học được rất nhiều những cái kiến thức về kinh doanh và đầu tư bất động sản từ những cái tiền bối đi trước của em. Họ đã chia sẻ lại cho em đó, và em cũng học được rất là nhiều điều từ họ. Đó, cho nên là em quyết định em thành lập cái kênh YouTube này là cũng để chia sẻ đến cho tất cả quý chị mình cũng như về những cái kiến thức mà em đã học được, những cái kinh nghiệm mà em đã từng trải qua đó, và chia sẻ những cái quỹ hàng, những cái quỹ đất đẹp tại khu vực Nha Trang, khu vực ven thành phố Nha Trang, khu vực Cam Lâm nè, khu vực Bãi Dài Cam Lâm nè, khu vực gần sân bay quốc tế Cam Ranh đâu á đó. Đó, khu Cam Lâm đó là một cái vị trí đất mới, khu vực vùng đất mới đang phát triển. Nơi đó nó có rất nhiều các dự án lớn, những cái quy hoạch lớn sắp được hình thành. Đó, đó là một những khu vực mà em rất muốn chia sẻ đến cho tất cả quý anh chị mình cơ hội đầu tư. Đó thì quý anh chị mình trong nước hay ngoài nước thì trong thời gian này là đang bùng phát dịch Covid. Đó, cho nên là quý anh chị cũng như em đâu có ra ngoài được đâu. Đó thì thời gian này mình có thể là mình củng cố thêm kiến thức về đầu tư bất động sản cũng như là pháp lý nè. Khi mình đi đầu tư thì mình nên tránh những cái rủi ro nào, mình mua đất thì mình nên kiểm tra những cái gì, kiểm tra quy hoạch nè, giấy tờ pháp lý như thế nào nè. Đó thì em sẽ làm tất cả các video về những cái vấn đề đó, em chia sẻ đến cho tất cả quý anh chị mình nha. Đó thì quý anh chị mình có thể xem cái kênh của em để lại cái link kênh phía dưới nè. Quý anh chị mình có thể bấm vô link kênh đó, mình có thể vô trong phần danh sách phát của em á. Đó, mình sẽ lựa xem là những cái quỹ hàng, cái giỏ hàng của em á, có rất nhiều cái phân khúc đó, từ 500 triệu cho đến hơn 1 tỷ rưỡi, 2 tỷ cũng có đó. Và những cái bí quyết mình chọn lựa đất phù hợp với cái mức đầu tư của mình đó, và tùy với độ tuổi của mình nữa đó, tùy với mục đích của mình. Thì đa phần khi quý anh chị mình đầu tư á, thường là có ba cái mục đích chính, đó là mua để ở nè, mua tiêu dùng nè, mua xây văn phòng, mua làm cửa hàng đó. Hoặc là quý anh chị mình có thể là làm mua kinh doanh gọi là đầu cơ lãi vốn á, đợi tăng giá. Như mình mua một năm đúng không, mình đợi 2-3 năm, 3-4 năm nữa đó, nó có cái quy hoạch gì xảy ra như đường nè hay là khu công nghiệp hình thành nè, đó thì đất của mình nó có tăng được cao không, ví dụ như tăng 2, tăng 3, tăng 4, tăng 5 đó, hay là lãi vốn là mình mua cho mình cho thuê. Những thời buổi Covid này thì cái bất động sản, mà bất động sản dòng tiền mà đi cho thuê thì thấy nó cũng không có được ok lắm, cho nên đa phần là quý anh chị mình hay là mua là một là ở, hai là đầu tư lãi vốn thôi đó. Thì cái video hôm nay là em chủ yếu là để tâm sự với quý anh chị mình một số cái vấn đề đó thôi đó. Thì trong thời buổi Covid này quý anh chị mình ở nhà cẩn thận nha, hạn chế đi ra đường. Mình ra đường á nhiều á, dễ bị phạt nữa, và dễ mang mà về dễ dính, dễ mình gặp những F0, F1 mình cũng không có biết được. Đó thì tốt nhất là mình ở nhà. Trong thời buổi này mình ở nhà, mình có thể là xem thêm YouTube, mình xem YouTube của em, mình trau dồi thêm kiến thức cũng như là mình biết thêm nhiều cái bí quyết khi mình kinh doanh bất động sản, tránh rủi ro mình gặp phải, để từ đó mình có thể là tránh được, giảm thiểu được nhiều cái rủi ro và tối ưu hóa được cái lợi nhuận mà mình mong muốn. Đó, em cũng vậy, trong cái thời buổi Covid này em đâu có dám đi ra đường đâu, em toàn ở nhà không à. Đó, em đọc báo, em có gì hay em đều chia sẻ lên kênh của em hết. Đó. Thì hy vọng cái kênh YouTube này em lập ra có thể mang lại những cái giá trị cho quý anh chị mình trong quá trình mình đi đầu tư bất động sản.
Em Thiên Ân, cảm ơn tất cả quý anh chị nha. Nếu thấy hay thì quý anh chị đăng ký kênh ủng hộ em. Đăng ký kênh nè, bấm like video này và chia sẻ video này đến cho những người thân, bạn bè của quý anh chị mình đang có nhu cầu đầu tư bất động sản. Đó, em cảm ơn tất cả quý anh chị và hẹn gặp lại tất cả các quý anh chị vào những video chia sẻ tiếp theo của em. Em cảm ơn tất cả quý anh chị ạ.